Xin chào cả nhà, hôm nay Yến xin chia sẻ cách làm sủi cảo nhân thịt với lá hẹ của người Trung Quốc. Vậy mời mọi người cùng làm với Yến luôn nha. 400g hẹ mình đem rửa sạch mấy lần nước, cắt bỏ khúc đầu trắng xíu, cắt thành đôi, rồi sắc nhỏ. Năm trăm gram thịt heo xay mình ướp với một muỗng cà phê muối, hai muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường, một muỗng rưỡi cà phê dầu mè, ba muỗng canh nước. Dùng tay bóp thịt cho thấm đều gia vị. Giờ thì để hết hẹ vào. Bóp nhẹ cho thịt và hẹ hòa quyện với nhau đều là được nha, không cần phải trộn lâu đâu. Như vậy là xong nè. Lá sủi cảo thì Yến mua loại này, mềm ngon, dễ gói, không bị rách. Để khoảng nửa muỗng canh nhân vào giữa, thấm một ít nước vào mép lá sủi cảo, gói lại. Giờ mình dùng nĩa đè vào mép lá sủi cảo để tạo hình được đẹp xíu và cũng giúp cho sủi cảo mình được dính chặt hơn. Như vậy là xong nè, rất nhanh đúng không cả nhà? Làm nhiều ăn không hết thì mình cất vào tủ đông để ăn dần luôn. Cả nhà Yến rất thích món này, nhất là nhân hẹ nữa. Giờ mình làm nước chấm nha, một cây hành lá với mấy cọng ngò nữa. Mình sắc nhỏ ra, để vào chén. Thêm vào 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê giấm đen, nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê sa tế ớt. Trộn đều là mình có được nước chấm mê ly luôn rồi nè. Giờ Yến sẽ chia sẻ hai cách ăn nha. Cách thứ nhất là chiên áp chảo, để vào một muỗng canh dầu ăn, mở lửa trung bình, để vào sủi cảo vừa đủ. Đậy nắp lại 3 phút. Sau 3 phút, mình lật sủi cảo, để vào nửa khớp nước, đậy nắp lại nấu 5 phút. Như vậy, sủi cảo của mình sẽ được chín đều. Sau 5 phút mở nắp ra, để nước trong chảo khô hết khoảng 1 phút. Sau đó mình lật sủi cảo lại. Và canh cho đến khi sủi cảo vàng đều như ý mình là được. Làm cách này thì trong mềm, ngoài giòn giòn, rất là thơm và ngon. Cách 2 là luộc. Khi nước sôi, để sủi cảo vào. Khi sủi cảo sôi trở lại thì mình mở lửa trung bình nấu 5 phút, không đậy nắp nha. Như vậy là sủi cảo luộc của mình đã xong nè. Cách này nhanh gọn, vẫn rất ngon nha, khi chấm với nước chấm đó. Nhưng không thơm ngon bằng chiên áp chảo thôi à. Cả nhà làm thử, nếu có thắc mắc cứ để lại tin nhắn dưới phần bình luận cho Yến nha.
Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.